Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, cuối tuần qua bắt đầu dịp rằm tháng 4 âm lịch, ngày lễ Phật đản. Phật tử khắp mọi nơi đều hân hoan đón mừng kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật. Để tưởng nhớ đến ngày trọng đại này, những ngôi chùa ở Houston đều đang rộn ràng tổ chức đại lễ Phật đản. Nhiều chùa chiền khác cũng sẽ tổ chức vào những tuần sắp tới. Trước khi chuyển đến quý vị những hình ảnh Phật đản tại các chùa chiền mà nhóm tin tức của đài ghi nhận được, cùng nhiều tin tức khác, chúng tôi xin tóm lược lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây 2.557 năm kể từ ngày Đức Phật nhập diệt, tức tính theo Phật lịch. Nếu tính từ ngày đản sanh thì chúng ta cộng thêm 80 năm thì 2.637 năm. Ngày sinh vào ngày rằm tháng 4 tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc thành Ca Tỳ La về Ấn Độ, nay thuộc xứ Nepal, gần dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Thân phụ ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ ngài là hoàng hậu Maja. Khi lớn lên, ngài tỏ ra xuất chúng, học một biết mười, văn võ song toàn. Ngài thường trầm tĩnh suy tư và có một tình thương rộng lớn đối với muôn loài. Vua cha sợ ngài xuất gia không ai nối nghiệp trị vì, nên tìm cách giữ chân ngài bằng thú vui ngũ dục và cưới vợ sớm lúc ngài 16 tuổi. Sau đó ngài có một con trai đặt tên là La Hầu La. Ngài nhận thấy trong cuộc sống có điều gì bất ổn, tại sao sinh ra rồi già bệnh chết, vì miếng ăn mà phải đổ mồ hôi khổ nhọc tranh nhau, giết hại lẫn nhau. Ngài suy nghĩ ngày đêm tìm cho ra nguyên nhân sinh tử và tìm cách giải thoát dòng sinh tử. Một hôm, ngài đến gặp vua cha ngỏ lời xin xuất gia, nhưng vua cha từ chối. Ngài xin vua cha giải quyết cho ngài 4 vấn đề, nếu được thì ngài ở lại nối nghiệp trị vì đất nước. Điều thứ nhất, trẻ mãi không già. Thứ hai, khỏe mãi không đau. Thứ ba, sống mãi không chết. Thứ tư, làm sao chúng sanh hết khổ đau. Vua cha chỉ im lặng mà không giải quyết được điều nào trong 4 điều ngài đưa ra. Vì vậy, lợi dụng một đêm tối trời, ngài đã lén ra khỏi thành để xuất gia tìm đạo. Sau 6 năm tù khổ hạnh, tìm đến các thầy nổi tiếng lúc bấy giờ để tìm học đạo, nhưng không một thầy nào giúp ngài đạt như ý nguyện. Sau đó ngài tự tu và tự chứng đạo quả. Sau 7 tuần thiền định dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã thấy rõ nguyên nhân của sinh tử và con đường đưa đến giải thoát sinh tử. Chuyển sang đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 tại chùa Liên Hòa, là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo, diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 5. Ban tổ chức cho biết đây là một đại lễ kỷ niệm 3 sự kiện lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: đản sinh, thành đạo, viên tịch Niết Bàn, đã được long trọng tổ chức trong khuôn viên chùa Liên Hòa, đang trong tiến trình vận động để xây cất do Hòa thượng Thích Huyền Việt là trụ trì. Nhiều Phật tử đến chùa Liên Hòa rất quý vườn sen súng do Hòa thượng Huyền Việt chăm sóc trong nhiều năm qua. Đại lễ Phật đản tại đây đã diễn ra trang nghiêm trong không khí an bình. Mở đầu là phần cúng dường trai tăng và nghi lễ tụng kinh Phật đản theo nghi thức Nam Tông và Bắc Tông dưới sự chứng minh của nhiều tăng ni từ nhiều chùa chiền khác nhau. Tại lễ Phật đản năm nay đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Hội đồng Lưỡng Viện. Nhân mùa Phật đản năm nay, trước hết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hãy tôn trọng tinh thần tử bi. Từ bi, trí tuệ và bình đẳng của Đạo Phật đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và quốc gia, các thành viên Liên Hiệp Quốc đều cam kết thực thi. Quý vị lãnh đạo hãy lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng làm vũ khí tối thượng để giải quyết các tranh chấp đang đưa nhân loại vào một cuộc chiến tương tàn và đưa dân tộc Việt Nam vào con đường nô lệ của một chế độ độc tài toàn trị. Tại chùa Quang Đức đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản lần thứ 2.637, Phật lịch 2.557 vào chiều tối thứ Sáu 17 tháng 5, mở đầu với nghi thức tắm Phật truyền thống thường thấy trong mỗi đại lễ Phật đản. Theo Phật sử, khi Phật đản sinh, trên trời có 9 vị rồng phun 2 dòng nước nóng lạnh tắm rửa cho ngài. Cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trỗi nhạc trời, chúc mừng thái tử. Về sau, lễ tắm Phật là một trong những nghi thức long trọng,
Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh, còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý của con người. Người Phật tử tin rằng, trong lúc tắm Phật, mỗi người lắng lòng, thanh tịnh, quán tưởng dòng nước cam lồ, tinh sạch này để sẽ gội nhuần tâm tư. Những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê của bản thân nhờ công đức này mà được tẩy sạch. Những suy nghĩ, lời nói và việc làm xấu ác cũng được xóa tan. Thần tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ, nhẹ nhàng. Với tâm thành kính, cử hành lễ tắm Phật sẽ đem đến vô lượng công đức và pháp lạc. Trở lại với chương trình Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quang Đức, sau nghi thức tắm Phật là nghi lễ chính thức cầu nguyện, các Phật tử đến tham dự còn được lắng nghe đạo từ của các sư tăng nhân mùa Phật Đản và dùng cơm chay do chùa khoản đãi. Ngoài ra, Chủ nhật còn có diễn ra lễ tụng kinh cầu nguyện thuyết pháp và lễ cúng thí thực cô hồn. Tưởng niệm ngày sinh của Đức Phật, nguyện Tam Bảo chứng minh. Nam Mô Kính thưa quý vị, tại Thánh thất Cao đài Houston, dù đang trong tiến trình xây dựng để hoàn thành công trình Thánh thất theo mẫu số 3 của Tòa Thánh Tây Ninh, tại đây, các tín đồ Cao đài cũng thực hiện Đại lễ Phật Đản theo giáo lý và nghi lễ Cao đài diễn ra vào trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2013. Đạo Cao đài là một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 năm 1926. Tên gọi cao đài theo nghĩa đen chỉ một nơi cao, nghĩa bóng là nơi cao nhất, ở đó Thượng Đế ngự trị, cũng là danh xưng rút gọn của Thượng Đế trong tôn giáo Cao đài. Vốn có danh xưng đầy đủ là Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tín đồ Cao đài tin rằng Thượng Đế là đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ này. Tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được Đức Cao đài trực tiếp chỉ định. Và đạo Cao đài chính là được Thượng Đế trực tiếp khai sáng thông qua cơ bút cho các tín đồ với nhiệm vụ đại đạo tam kỳ phổ độ, có nghĩa là nền đạo lớn phổ độ lần thứ ba. Cao đài là một tôn giáo mới, có tính dung hợp các tôn giáo lớn mà chủ yếu là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Các tín đồ thi hành những giáo điều của đạo như không sát sinh, sống lương thiện, hòa đồng, làm lành, lánh dữ, giúp đỡ xung quanh và thực hành tình yêu thương vạn loại qua việc ăn chay với mục tiêu tối thiểu là đem sự hạnh phúc đến cho mọi người. Tại Thánh thất Cao đài Houston, tuy không có quá đông đồng hương và đồng đạo đến tham dự, nhưng nghi lễ Phật Đản tại đây diễn ra trang nghiêm, quy củ, đậm nét văn hóa, tôn giáo và thờ phượng của đạo Cao đài. Sang một số tin tức xã hội khác, phải kể đến cuộc đi bộ Sức khỏe là vàng do Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng phối hợp với một số hội đoàn người Mỹ gốc Á Châu tổ chức vào sáng Chủ nhật 19 tháng 5 tại khuôn viên trường trung học Elip Hastings. Ban tổ chức cho biết, trong tinh thần tháng Á Châu Thái Bình Dương, ban tổ chức muốn tạo một phong trào giữ gìn sức khỏe với một số các buổi hội thảo về vấn đề giữ gìn sức khỏe xoay quanh các đề tài dinh dưỡng, các phương pháp ngăn ngừa bệnh ung thư và cao điểm là cuộc đi bộ 5 cây số với khẩu hiệu đi bộ sức khỏe là vàng. Cũng theo ban tổ chức, mục đích của cuộc đi bộ là tạo một phong trào sống vui, sống khỏe trong cộng đồng gốc Á Châu tại thành phố Houston, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Houston. Buổi đi bộ đã thu hút khá đông đảo đồng hương và cũng có nhiều sắc dân khác tham dự. Ban tổ chức cũng chuẩn bị một số giải thưởng cho những người tham dự.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật cuối tuần qua 19 tháng 5, Trường Việt ngữ Huyền Quang trong khuôn viên Chùa Việt Nam đã tổ chức lễ phát thưởng cuối niên học cho tất cả các cấp diễn ra tại hội trường của chùa. Rất đông các bậc phụ huynh, các em học sinh và các thầy cô giáo của trường đến tham dự. Theo thông tin chúng tôi có được, thì Trường Việt ngữ Huyền Quang đã được chính thức thành lập từ tháng 7 năm 2000 và được mở rộng để thâu nhận tất cả các thành phần học sinh không phân biệt tôn giáo. Hiện nay, trường có khoảng 32 thầy cô, 600 học sinh học vào mỗi ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tổng cộng 24 lớp trong 2 khoảng giờ, từ 9 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ rưỡi sáng và từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ 30 phút trưa ở 3 cấp 1, 2 và 3. Ngoài ra, còn có một lớp Việt ngữ dành riêng cho người Mỹ và một lớp dạy về computer và Internet. Lễ phát thưởng năm nay, Ban giám hiệu Trường Việt ngữ Huyền Quang đã có những giấy khen và quà cho các em học sinh xuất sắc, cũng như những phần quà cho các thầy, các cô đã bỏ nhiều công sức dạy dỗ các em. Một em học sinh ra trường năm nay đã đại diện cho các học sinh phát biểu bằng tiếng Việt cảm ơn thầy cô giáo. Kính thưa quý vị, chiều tối Chủ nhật 19 tháng 5 tại nhà hàng Kim Sơn đã diễn ra bữa cơm gây quỹ cánh diều tuổi thơ, nhằm gây quỹ để tiếp nối công trình nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nghèo trong chương trình Cô Nhi tại gia của cố ni sư Thích Nữ Trí Hải và cũng để giúp đỡ cho các em cô nhi. Bữa cơm chay gây quỹ có chương trình ca nhạc giúp vui với sự trình diễn của nhiều ca nghệ sĩ tại địa phương Houston. Sau ni sư Thích Nữ Trí Hải đến ni sư Thích Nữ Thuận Hạnh điều hành. Sau khi ni sư Thuận Hạnh viên tịch thì các ni sư khác cùng các Phật tử thành viên của Thiền tự Chân Nguyên tiếp tục hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Đông đảo Phật tử đồng hương đến tham dự và ủng hộ bằng cách mua vé hoặc ủng hộ thêm tài chính cho ban tổ chức. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.